Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 9 âm lịch, tức là 3 ngày nữa là đúng ngày ngày rằm tháng 9, là ngày giỗ của Tổ sư Khương Tăng Hội. Thì hôm nay nhân ngày Chủ nhật, chúng ta cũng thiết lễ và kỷ niệm ngày giỗ Tổ. Tổ Khương Tăng Hội tức là bức tranh mà chúng ta thờ ở phía sau, ở nhà Tổ đó, phía sau đó. Thì thường thường các vị đi chùa, các vị sẽ thấy các chùa phần lớn là chùa Việt Nam mình, phần lớn là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà thật ra thì sau này các tôn đức chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phát hiện rằng cái vị tổ mà khai sáng Thiền Tông Việt Nam đó là Ngài Khương Tăng Hội. Thật ra thì Khương Tăng Hội không phải là trọn vẹn cái tên của Ngài, vì cha của Ngài là người nước Khương Cư. Và nước Khương Cư là một trong những cái nước nhỏ ở cái vùng Đông Trung Á, giống như nước Iran bây giờ vậy đó. Thì ngày xưa các cái nước đó, người ta có một cái qua lại với Ấn Độ. Cho nên là cha của Ngài Tăng Hội đó đi theo cái thuyền buôn đi về Việt Nam làm ăn, và cuối cùng thì ông ở đó ông lấy vợ người Việt và sanh ra Ngài. Và chúng ta không biết tên họ trọn vẹn của Ngài, mà chỉ có biết Ngài tên là Hội, Ngài tên là Hội thôi. Rồi sau này chúng ta gọi là Khương Tăng, tức là ông Tăng thuộc về nước Khương, tên là Hội. Cho nên chúng ta gọi là Khương Tăng Hội. Chứ thật ra Khương Tăng Hội không phải là trọn vẹn tên của Ngài. Khương là cái nước, cái quốc gia. Mà vì Ngài là một vị Tăng có gốc ở nước Khương Cư, cho nên chúng ta gọi là Khương Tăng. Cũng giống như ngày xưa mà Ngài Huyền Trang, Ngài từ ở nước Đại Đường Trung Quốc đi sang Ấn Độ, thì đến đâu người ta cũng gọi Ngài là Đường Tăng. Đường Tăng là ông Tăng ở nước Đại Đường. Thì bây giờ chúng ta gọi là Khương Tăng, là ông Tăng ở nước Khương Cư, và Ngài tên là Hội. Mình chỉ biết được cái như vậy thôi. Còn cái năm sinh của Ngài mình cũng không biết, chỉ biết là Ngài tịch, Ngài mất vào tháng 9 năm 280 sau Thiên Chúa. Và người xưa phần lớn chúng ta nghĩ rằng là đạo Phật được du nhập đến Việt Nam từ Trung Quốc, nhưng mà thật ra là không phải vậy. Là đạo Phật đến nước Việt Nam đi đường thẳng từ Ấn Độ vào Việt Nam, chứ không có qua Trung Quốc. Và bởi vì ngày xưa đó là các vị mà thương buôn ở Ấn Độ thường đi sang Việt Nam làm ăn. Và có khi các người ta đi như vậy là đi bằng thuyền. Và những lúc đi như vậy là người ta phải đi theo cái chiều, cái đi người ta coi cái thời tiết, gió và thời tiết như thế nào để người ta đi mà không có bị những cơn sóng. Và người Ấn Độ người ta rất là tin Phật vào thời đó, cho nên thường người ta hay thỉnh một vài vị tăng đi theo để hầu với cái tâm mong mỏi rằng là đi được bình an trong cái chuyến đi làm ăn đó. Và đồng thời cũng hợp với cái tâm tình của các vị tăng Ấn Độ là muốn đem Phật giáo truyền bá ở các nước phương xa, cho nên các vị tình nguyện đi theo để mà truyền bá. Và lúc đó là ở tại Việt Nam mình đã có một trung tâm Luy Lâu, và ngay trung tâm đó, cái trung tâm đó bây giờ ở tỉnh Bắc Ninh đó. Ở cái trung tâm thời đó là đã có 500 tu sĩ rồi. Mà trong khi đó ở tại Trung Hoa thời đó chưa có tu sĩ. Và người ta
đã mời ngài 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 Khương Tăng Hội đi về Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc chia làm ba miền, tức là ở ở miền Bắc á, thì có Bắc Ngụy, ở miền Tây á, là có Tây Thục, và ở miền Nam là có Đông Ngô. Và lúc đó, đó là nước Việt Nam mình là giao chỉ đó, là trực thuộc nước Đông Ngô, tức là Nam Kinh bây giờ đó. Và lúc đó cái vị vua mà thống lãnh Đông Ngô đó là vua Ngô Tôn Quyền. Cho nên ngài Khương Tăng Hội đi đến đến phía Nam đó để truyền đạo. Và khi đó vua Ngô Tôn Quyền người ta nghĩ đến một cái người mà lạ, không có một cái tôn giáo lạ đến đất nước đó. Cho nên Ngô Tôn Quyền bắt ông, bắt ngài Khương Tăng Hội và làm khó. Và với cái tài thuyết giảng của ngài Khương Tăng Hội thì cuối cùng vua Ngô Tôn Quyền kính phục và xin thỉnh ngài tạo lập chùa ở tại đó. Và lúc đó lập một cái ngôi chùa đầu tiên, đặt tên là Phật Đà Lý, và sau này đổi tên là chùa Kiến Sơ. Kiến Sơ nghĩa là kiến tạo, chữ kiến là kiến tạo, sơ là sơ khởi. Ngôi chùa kiến tạo đầu tiên nhất tại Trung Quốc đó là chùa Kiến Sơ. Và sau khi mà vua Ngô Tôn Quyền mất rồi đó, thì con trai của ngài đó nối ngôi đó thì lại càng khó hơn nữa. Nhưng mà với cái đức độ, với cái tài năng, mà không phải thông Phật mà thông luôn cả tứ kinh ngũ thư, cho nên ngài đã biện bác và là phục, làm cho các vị vua, hai vua thời đó phục ngài. Thì hôm nay quý vị nào muốn biết về ngài đó, quý vị có thể tìm trên Google Thiền sư Khương Tăng Hội, hoặc là đọc cái quyển sách do Hòa thượng Làng Mai và Thượng Nhất Hạnh soạn, Thiền sư Khương Tăng Hội, thì quý vị sẽ biết nhiều hơn về cuộc đời của ngài, cũng như là những cái việc làm của ngài. Cho nên á, nếu mà là người Việt Nam thì sau này các chùa cũng có khuynh hướng là đổi lại thờ ngài Khương Tăng Hội, vì ngài là người đầu tiên. Tại vì mình thờ tổ mà, thường thường chùa Việt Nam là phía sau á, ở Phật chúng ta gọi là Phật điện, gọi là chánh điện, phía sau chúng ta gọi là hậu tổ. Hậu là phía sau, tổ là phía sau nơi mà thờ tổ. Thì ở giữa chúng ta thờ các vị tổ sư tâm linh, tức là những vị mà truyền thừa Phật pháp cho chúng ta. Còn hai bên thì chúng ta thờ tổ tiên huyết thống, tức là những người ông bà cha mẹ đã sinh thành ra mình. Thì cái pháp mà ngài Khương Tăng Hội mà giảng đó là thiền an ban thủ ý, mà đó là một cái thiền căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy. Và tất cả những người tu thiền bước đầu học Phật đều phải tập tu an ban thủ ý. Tức là gì? An ban tức là hơi thở, thủ ý tức là nắm giữ cái hơi thở của mình, nắm giữ cái ý của mình, đừng để cho nó chạy. Và nắm giữ bằng cách nào? Bằng cách là mình quán chiếu về hơi thở. Cho nên các vị mà đầu tiên bước đầu mà tu tập, thì chúng ta làm sao giữ tâm mình để đừng có tán loạn, quán hơi thở. Hơi thở vào biết mình đang thở vào, hơi thở ra biết mình đang thở ra. Mỗi chủ nhật quý vị về trước khi làm lễ đó, các thầy hãy hướng dẫn các vị ngồi thở theo hơi thở. Đó là pháp an ban đó. An ban tức là hơi thở, quán về cái hơi thở. Và để chi? Để tâm mình đừng có tán loạn. Tại vì thường cái tâm mình nó hay nghĩ lắm, hết nghĩ việc này tới nghĩ việc kia, không bao giờ mình dừng sự suy nghĩ. Bây giờ muốn giúp cho cái suy nghĩ mình giảm đi, chà tập cho cái tâm mình suy nghĩ một việc thôi, đó là suy nghĩ đến hơi thở, quán về hơi thở, để giữ cái tâm ý mình đừng có tán loạn. Cho gọi là an ban thủ ý. Và ngài đã viết lời tựa cho cái bài kinh an ban thủ ý đó. Và ngày nay là các vị nào mà tu tập là phải nhất định phải đọc kinh quán niệm hơi thở. Dịch lại tiếng Việt là kinh quán niệm hơi thở. Còn ngày xưa gọi là kinh an ban thủ ý. Ngài Khương Tăng Hội là chủ trương và tu theo cái pháp thiền đó. Ngày nay mà tất cả chúng ta tu tập
Muốn cho tâm an tịnh thì cái bước đầu tiên là chúng ta tập hơi thở. Ngay cả các vị niệm Phật, hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Quý vị mỗi tối quý vị ngồi 10 phút, cứ tập ngồi 10 phút vậy đi. Hay là sáng trước khi đi làm ngồi 5-10 phút. Sau 10 phút đó thấy cái tâm mình nó yên, nó lắng. Sáng mình làm 10 phút, chiều đi làm về 10 phút. Tinh thần mình nó từ từ nó nhẹ nhàng ra. Những cái mệt nhọc của cơ thể nó cũng theo đó mà nó lắng xuống. Sở dĩ mà chúng ta mệt nhọc là bởi vì chúng ta cứ liên tiếp vừa suy nghĩ vừa làm việc. Cái đầu thì suy nghĩ không ngưng, thân thể thì làm việc không dừng. Thậm chí khi tắt đèn, gác hết mọi việc, lên giường nằm ngủ vẫn suy nghĩ tiếp, vẫn lo lắng tiếp. Cho nên tâm không an, tâm không an không định. Mà tâm không an không định thì nó có rất nhiều những cái khó khăn, bế tắc. Cho nên vị nào ngồi hoặc là tập đi, bước chân trái hít thở niệm Phật, bước chân phải hít thở niệm Phật, ý thức rất rõ ràng từng bước chân của mình, từng hơi thở của mình, đó là an ban thủ ý đó. Tâm không còn tán loạn đâu hết. Một thời gian sau mình có được một cái cách sống, mình an trú trong cái giây phút hiện tại. Như hồi nãy cái bài mình tụng vậy đó, hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là gì? Chỉ có cái pháp này nè, cái pháp mà làm cho chúng ta trở về an trú với cái hiện tại. Đó là chúng ta chánh niệm, ý thức rất rõ ràng. Đó là cái pháp tu tập. Thì hôm nay còn có 3 ngày nữa là ngày giỗ của tổ Khương Tăng Hội. Thì nhân hôm nay chùa mình cũng làm lễ cúng giỗ tổ. Thì chút xíu quý vị có thể ra phía sau sướng hiệu của ngài, nhất tâm đảnh lễ tổ sư khai sáng Thiền Tông Việt Nam Khương Tăng Hội. Người khai sáng Thiền Tông Việt Nam, tổ sư Khương Tăng Hội. Mình đọc cái tên của ngài lên rồi mình đảnh lễ 3 lễ để tri ân cái công đức giáo hóa của ngài. Và ngày nay là các chùa. Và thì thưa quý vị là thời xưa thì làm gì có máy chụp hình, phải không? Không có máy chụp hình. Cho nên cái bức tranh mà chúng ta thờ đó là mới phát họa lại sau này ở nước Mỹ. Các hòa thượng, các thầy Việt Nam mình ngồi lại với nhau và nói bây giờ làm sao có một bức hình của ngài Khương Tăng Hội. Cho nên lúc đó đã đề nghị một họa sĩ lấy cái nét bút thư pháp, ông vẽ cái bức tranh đó bằng cái thư pháp, nét vẽ mực thôi. Và sau này mình lấy cái bức họa đó để mình làm ra cái phù điêu của ngài mình thờ. Tất cả hình Phật, Bồ Tát, Tổ sư cũng đều do cái trí tưởng tượng của mình mà làm ra, chứ còn thật tướng của các ngài đâu phải vậy. Nhưng mà cái tâm tưởng niệm của mình thì chúng ta tạo hình tranh ảnh để chúng ta thờ. Ngày xưa ở Trung Hoa đó có một vị tổ tên là Hư Vân. Ngài Hư Vân là vị tổ sư, vị hòa thượng mà sống cận đại với mình. Ngài tịch năm 1959. Sanh năm tịch năm 1959 và lúc ngài tịch á, ngài mất á là ngài đã 120 tuổi. Lúc mất là 120 tuổi, 1959. Và ngài sanh vào cuối thời nhà Thanh. Thì ngài cũng có một cái tư tưởng như vậy. Bây giờ Phật tổ không có hình ảnh, cho nên ngài đã nhờ một họa sĩ, ngài đưa cái danh sách tên, rồi cái một vị họa sĩ mới vẽ lại và sưu tập thành một cái tập, một tập sách tên là Phật Tổ Đạo Ảnh. Phật là Đức Phật, tổ là chư tổ, đạo là trong đạo, ảnh là hình ảnh. Phật Tổ Đạo Ảnh tức là một cái quyển sách sưu tầm các hình ảnh của chư Phật và tổ. Và dưới mỗi bức hình á, chú thích nói ngắn gọn, ví dụ như Thích Ca Mâu Ni sanh ở đâu, thuộc về nước nào, một vài dòng để chú thích. Rồi sau đó ngài có cái bài kệ tán thán. Bây giờ quyển sách đó cũng đã được dịch sang tiếng Việt để mà cho mình nghiên cứu. Quý vị có thể tìm cái quyển đó gọi là Phật Tổ Đạo Ảnh, coi qua cho biết.
Thì ý Pháp Hòa nói là ngày chúng ta không có hình ảnh, cho nên các tổ sư của mình cũng nghĩ đến cái việc đó mà phát hòa. Cũng giống như Pháp Hòa đã từng suy nghĩ tới, nếu mà mình có một cơ hội mà mình làm một cái nơi mà một cái phòng giống như một cái phòng triển lãm vậy đó, hay là cái bảo tàng á, Pháp Hòa sẽ nhờ người đắp phù điêu các hình ảnh của các tổ Việt Nam. Mình chưa có. Thí dụ như tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi nè, ngài Vô Ngôn Thông nè, ngài Thảo Đường nè, vân vân, đó là những vị tổ sư mà đã có mặt tại đất nước Việt Nam và đã truyền bá Phật giáo tại đất nước Việt Nam mà chúng ta không có hình ảnh. Cho nên Pháp Hòa cũng đã từng suy nghĩ việc đó. Nếu có một cơ hội nào, cái duyên nào đó, Pháp Hòa muốn làm cái việc đó để mình sưu tầm, để mình tạo những cái bức tranh ảnh như vậy, để người sau có cái nơi để mà, ngay cả khi ở trên Tây Thiên, những cái nơi, những cái pháp xá, những cái phòng ốc đó, Pháp Hòa đặt để tên của các vị tổ Việt Nam. Để chi? Để Phật tử Việt Nam phải biết. Thí dụ như mình qua, mình về Tây Thiên, mình tu học, mình ở khu vực Khánh Anh, khu vực Khánh Hòa, khu vực Huệ Quang, Thiện Hoa, Thiện Hòa, đó là tên của các vị hòa thượng mà rất có công trong cái công việc truyền bá Phật giáo và giữ gìn đạo Phật tại đất nước Việt Nam. Cho nên khi mà thay vì mình đặt tên của các vị tôn giả Ấn Độ cũng được, như là La Hầu La, Ca Diếp rồi vậy đó, nhưng mà chuyện đó lịch sử ai cũng biết, phần lớn Phật tử biết hết, nhưng mà có thể chúng ta không biết các vị tổ sư của mình. Pháp Hòa bảo đảm Phật tử Việt Nam đi chùa vậy chứ nhắc tới các vị hòa thượng, các vị tổ sư mình không biết mấy thôi. Và nhiều khi mình nghe tên thôi mà mình chưa bao giờ để ý, để tâm tìm tòi tới. Ngay cả các vị, có thể những vị xuất gia về sau cũng không có quan tâm chuyện đó. Nhưng mà mình quên rằng sở dĩ mà chúng ta còn được truyền thừa là nhờ công đức của các ngài. Cho nên bổn phận của mình là phải đi tìm hiểu về cuộc đời của các ngài. Để làm gì? Để chúng ta học cái hạnh, để chúng ta ghi nhớ cái ơn và học cái hạnh. Và từ những vị đó chúng ta thấy rằng các ngài rất là hết lòng trong cái công việc phụng sự Tam Bảo, truyền bá Phật Pháp. Mình thấy cái gương đó mình cũng cố gắng. Còn mình không có đọc những cái đó, mình không có biết những cái đó thì mình không có cố gắng. Rồi mình thấy giờ mình tu sao cực quá, khổ quá. Nhưng mà tới hồi mình đọc vào lịch sử các ngài, mình thấy cái cực và cái khổ của mình ngày nay so với các ngài chả là gì hết. Mình cực khổ liên lạc tùm lum hết, mà chỉ cần cầm cái phone liên lạc thôi. Ngày xưa các ngài phải đi bộ, muốn liên lạc các chùa ngồi lại với nhau để thành lập một cái gì là các ngài phải đi bộ vận động. Còn mình bây giờ muốn gì là email một cái, gọi phone một cái là rồi. Thì cái cực của mình là cái gì? Ngồi một chỗ phone thôi, ngồi một chỗ gửi email thôi, rồi kết nối lại thôi. Mà thậm chí giờ họp khỏi cần qua Zoom thôi. Thì giờ cái cực của mình có cực lắm không? Mình chỉ bỏ công ra làm thôi. Còn nếu mà nói về phương tiện, quá đầy đủ. Còn các ngài ngày xưa không có. Bây giờ mình muốn nghiên cứu cái gì, bấm Google có hết. Còn ngày xưa các ngài phải truy tìm ở trong kinh sách, mà kinh sách đâu phải dễ có. Vậy mà các ngài đã sưu tầm, nghiên cứu, viết lên những cái quyển sách, viết lên những cái quyển chú giải. Cái công của các ngài quá nhiều, mà cái lỗi của chúng ta là không có chịu học, không có chịu đọc, không có chịu học. Thì mình thấy mình đã phụ cái công ơn của các ngài. Tại sao các ngài phải làm? Vì báo Phật ân đức, trả ơn cho Phật. Và làm gì nữa? Tiếp dẫn hậu lai, tức là tiếp độ những người sau. Vì tiếp dẫn hậu lai, tức là tiếp nối cho, tiếp dẫn cho người sau, báo ân đức Phật và các ngài làm, thì chúng ta cũng phải làm cái việc đó. Đọc để chi? Để biết, biết để nói cho người sau nghe, để cho ta hiểu cho nó đúng. Thưa đại chúng, hôm nay mình học một câu kinh Pháp Cú. Câu này là câu thứ 67 ở trong
trong phẩm ngu. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Cái câu này là do một câu chuyện ngắn thôi. Thì có một cái nhóm mà trộm cướp ăn trộm vàng của một gia đình nhà giàu. Thì trong đó có một tên trộm nó lén nó lấy bớt trong cái số tiền đó ra, trong số vàng bạc đó ra. Thì anh đi cất giấu, thì trên đường đi thì anh làm rớt một túi vàng ở trong một miếng đất ruộng của một người nông dân. Thì lúc mà họ làm rớt thì làm rớt ban đêm mà. Sáng ra thì Đức Phật đi ngang khu đó. Thì Đức Phật thấy cái túi vàng đó. Cho nên Đức Phật mới nhìn túi vàng xong Đức Phật mới nói với ngài A Nan: "Thầy A Nan, thầy có thấy con rắn độc không?" Thì ngài A Nan nhìn xuống rồi thấy cái túi vàng, nhưng mà hiểu ý Phật cho nên nó dạ bạch Đức Thế Tôn, con thấy một con rắn rất độc. Nói xong thì hai thầy trò đi. Thì cái ông chủ miếng đất á, ổng cũng vừa đi tới. Ổng nói: "Trời, hai người mới vừa đi ngang rồi nói đất của tôi có rắn độc, đâu để tôi tới tôi coi có rắn độc đâu." Thì cái ông này ổng dòm xuống, ổng tới ổng chồm vô, ổng nhìn thì ổng thấy đâu có rắn độc gì đâu, lượm lên là nguyên túi vàng. Nói: "May phước hai thầy trò mắt yếu." Túi vàng mà thấy rắn độc, chứ nếu họ thấy là túi vàng chắc mình mất thiệt rồi. Ông nghĩ là Đức Phật, hai thầy trò này là mắt yếu mà không thấy được túi vàng. Cho nên khi mà ông vừa cầm lên và đem cất giấu đó, thì không mấy chốc thì lính tới bắt đem về tra tấn. Tra tấn đánh đập nhốt ổng. Thì khi đó ổng mới, cái trong cái cơn đau quá đó, ông mới nhớ trực lại cái lời của Phật nói. Thì ông lặp lại hai câu. Ông vừa bị đòn mà ông vừa nói: "Này A Nan, có thấy rắn độc không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy một con rắn rất độc." Ông cứ nói đi nói lại câu đó vậy đó. Thì cái ông vua đó, ông mới hỏi: "Chứ tại sao ngươi nói câu đó?" Ông này mới kể là câu chuyện, nói thật tình là tôi không có ăn cắp cái túi tiền này, và tại vì tôi nói câu này là tại vì trước khi tôi nhặt nó lên là có hai người đi ngang nói vậy đó. Thì cuối cùng ông vua mới đi đến Phật hỏi rằng có phải như vậy không, sự việc như thế nào. Thì Đức Phật mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện là tôi đi ngang tôi thấy hai cái túi tiền, tôi nói vậy đó. Thì khi đó anh này mới minh quang. Thì lúc đó ngài Đức Phật mới, ông vua mới hỏi pháp Đức Phật. Thì kết luận cái câu chuyện đó thì Đức Phật nói câu này: nghiệp làm không chánh thiện. Không chánh thiện là gì? Thiện là tốt, chánh là ngay thẳng. Tức là nếu việc làm đó không ngay thẳng, không thiện lành, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhuốm lệ khóc than, tức là giống như cái ông này vậy đó, nghe không? Lãnh chịu quả dị thục. Quả dị thục là gì? Chữ dị là khác, chữ thục là chín. Quả dị thục có nghĩa là cái quả nó đã chín, nó khác với cái quả chưa chín. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như cái quả nó có khác với cái hạt không? Khác không? Khác. Cho nên đó, cái đó gọi là dị thục đó. Đó là khi nó chín rồi đó, là nó khác với cái nhân. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta làm một cái việc bất thiện, chúng ta không thấy được cái quả của nó. Cái quả nó ghê gớm lắm. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình nói về một người nào đó không có đúng sự thật về người đó. Lúc mình nói thì nó vậy thôi, nhưng mà có thể người đó sẽ thưa gửi mình, hay là sẽ làm những cái điều tác hại đến mình. Trời ơi, bây giờ bao nhiêu cái việc nó sanh ra. Hay là mình đánh người ta, lúc mình giận nhưng mình quên rằng á, mình lúc đó mình nóng giận quá, mình đánh nhầm một cái người mà người đó có thể là có quyền có thế, cho nên sau đó mình phải trả nặng hơn. Hồi nãy mình đánh họ có một bạt tai thôi, nhưng mà có thể vì có quyền có thế cho nên họ có thể họ
bắt giam cả gia đình mình, ví dụ vậy. Hay là lúc mình đi chơi bài, mình chơi, mình mượn tiền người ta mình chơi, nhưng mình quên rằng á, mình không có tiền trả. Và khi không có tiền trả thì tiền lời nó sanh. Một ngày nó sanh, hai ngày nó sanh, thì nhiều ngày nó ra tới cả 1.000 đồng, mà lúc mượn có 100 mà. Vậy thì 1.000 đồng tiền lời nó khác với 100 đồng lúc mượn không? Khác không? Khác. Thì cái 1.000 đồng tiền lời này là dị thuật. Nó chín rồi, nó khác với 100. Hồi nãy mượn có 100 mà. Cho nên cái nhân cũng vậy đó. Cái nhân cũng vậy. Khi mình tạo một cái nhân gì đó, thường thường là nó chưa có sanh quả đâu, mà cái quả thì nó ghê gớm lắm. Cũng giống như mình trồng một cái, thí dụ như mình trồng một cái hạt cây, cây hoa ở trong phòng này. Lúc trồng nó có mùi không? Không có mùi. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó có hoa rồi, thì nó tỏa ra cái hương thơm. Vậy thì cái hương thơm này và cái hoa mà nở to ra vậy nè, khác quá chừng với một cái hạt nhỏ xíu hồi lúc mình mới trồng. Đó. Vậy thì cái nhân á, mình làm thì ít, mà cái quả đó có thể là nó rất rất lớn và nó rất là khó khăn. Cho nên gọi là quả dị thục. Dị là khác, thục là chín. Mà khi mà cái quả nó chín mùi rồi thì nhất định nó phải khác với cái nhân. Cho nên các vị Bồ Tát á, người ta rất là sợ tạo nhân. Còn chúng sanh mình á, thì khác lại với Bồ Tát là mình rất thích tạo nhân. Nhưng mà mình sợ gì? Sợ quả. Còn các Bồ Tát á, người ta sợ, người ta không có sợ quả mà người ta chỉ sợ nhân. Cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát á, các vị mà Bồ Tát là gì? Ý nói là các bậc có trí tuệ. Người ta nhìn cái tai hại đó, ta tránh liền, người ta không làm. Nhưng mà chúng sanh mình á, thì khi làm bất chấp. Nhưng mà làm rồi khi mà nó có kết quả đó, thì lúc đó mình mới sợ hãi vô cùng. Cho mình rất là sợ cái quả. Giống như mình nói xấu người ta xong, người ta, ta tới ta hỏi, tôi đâu có nói gì đâu. Tại tôi nghe người kia nói thôi. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình rất sợ cái quả, nhưng không sợ tạo nhân. Thậm chí mình tức ai quá, mình đánh người kia, cái người ta can, nói thôi làm một hồi rồi có chuyện lớn á. Mình nói tôi bất chấp. Tôi phải đánh nó đã rồi tôi tính sao. Ví dụ vậy. Cho nên khi cái quả nó đến thì nó khác với cái nhân dữ lắm, gọi là dị thục. Thì ở trong trong giáo lý á, thì cái quả này nó chia, cái dị thục này nó có 3 loại. Thứ nhất gọi là dị thục thời. Dị thục thời là gì? Tức là cái thời gian để nó hình thành nó xa lắm. Ví dụ như trồng một cái hạt xoài, từ khi mà từ một hạt xoài mà lên thành tới cây xoài, thời gian nó xa không? Xa. Cho nên là dị thuộc thời. Từ cái thời trồng cho đến thời có quả, không? Nó khác, nó xa. Thứ hai gọi là biến dị thuộc. Biến dị thuộc là sao? Biến dị thuộc tức là cái này nó đổi khác đi. Thí dụ như hạt mít. Trồng một cái hạt mít à, nhưng mà khi nó ra quả là nó ra nguyên một trái mít. Cái đó biến mà. Phải không? Biến. Hạt bồ đề mà khi mà nó ra cái cây, nó lên cây thì nó là thành nguyên một cái cây. Mà trong khi đó cái hạt nó có một chút à. Mà khi mà nó lớn là thành một cây cổ thụ. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là biến dị thuộc. Còn mà cái thời gian mà từ cái hạt bồ đề nhỏ xíu thành một cây cổ thụ thì sao? Gọi là cái gì? Thời gian. Gọi là gì? Gọi là thời dị thuộc, dị thời thuộc. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Dị loại thuộc. Dị loại thuộc là cái tính chất có khác. Ví dụ mình trồng cái hạt sầu riêng, so với cái trái sầu riêng, mùi nó có khác không? Khác lắm. Hột sầu riêng mùi vị nó khác. Thí dụ ai thích ăn hột sầu riêng, đem hột sầu riêng nướng, luộc gì đó, nhưng mà chắc chắn rằng ăn nó khác với lại ăn cái muối thịt sầu riêng, vì nó không có đậm cái hương như là mình ăn cái muối sầu riêng. Thì cái đó gọi là biến dị, dị thuộc loại. Có khi gọi là, cho nên á, dị, trong cái quả dị thuộc á, nó có 3 loại.
thời gian, phải không? Thời gian, rồi gì nữa? Hình tướng, biến tướng từ cái hạt ra trái. Và gì nữa? Nó có những cái khác nhau như là mùi vị. Thì hôm nay mình học một câu kinh Pháp Cú, câu kinh thứ 67, câu chuyện ngắn. Thường thường á, ở trong cái 10 điều tâm niệm á, trong đó có một cái câu là thấy lợi đừng nhúng vào. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào á thì có nạn. Có nhiều khi trong cuộc sống này, người ta đến, người ta hướng dẫn cho mình. Bây giờ là quý vị sẽ nhận, không biết à, quý vị có thường nhận chứ chùa là nhận nhiều những cái email lắm. Thí dụ như người ta nói á, bây giờ ở chùa cho người ta quảng cáo ở trên website của chùa đi. Có thể mỗi một tuần lễ kiếm được 4-5 ngàn. Nếu mà thấy cảm thấy hứng thú và thích thú thì hãy email lại. Hồi đó mình đâu có biết. Pháp Hòa nhận được cái email đó, Pháp Hòa hay chuyển cho các thầy. Các thầy nói thôi thầy bỏ đi, mấy cái này là nó gạt mình đó. Mới cách đây mấy ngày đó, ta gọi vô chùa, ta nói là chùa có một kiện hàng gọi là gửi đến chùa mà không có hợp pháp. Bây giờ chùa phải cung cấp đầy đủ chi tiết trở lại. Nhưng mà hễ mình cung cấp đầy đủ chi tiết, tức là nếu mà họ lấy đủ những cái chi tiết đó thì họ có thể họ đi vào trong cái tài khoản của mình hay cái gì đó, vân vân. Cho nên rất là nguy hiểm. Mà nhiều khi mình nghe chút xíu vậy thôi, mình nghe cái lợi đó, trời, cho quảng cáo trên website của chùa thôi có được mấy ngàn tuần làm ăn kiểu này sướng quá. Nhưng mà cái tác hại của không chừng à. Cho nên ở trong này á, nó là thấy lợi đừng nhúng vào. Thì cái ông này, ông nhìn ông thấy một cái túi vàng, ông thấy cái túi vàng thì ông phải lượm lên, mà thay vì ta bỏ xuống, cái này không phải của tôi. Nhưng mà thường thì đâu có ai làm được việc đó. Chứ ngày xưa có ở trong Thiền Lâm Bảo Uống cũng kể câu chuyện vậy đó. Có hai cái ông đó, ông bán nhà. Ông bán nhà thì bán xong cái nhà rồi thì cái người chủ mới đó, trong khi làm ruộng, làm đất, xới đất, trồng cây thì lượm được một cái túi vàng. Thì cái ông mà lượm được cái túi vàng đó mới đem lại cái người chủ cũ trả lại, nói là tôi mua nhà của anh mà hôm qua tôi đào vườn trồng cây, tôi lượm được cái túi vàng và tôi nghĩ cái túi này của anh, tôi trả lại. Thì cái ông kia ông cũng thành thật lắm, ông nói không, tôi không biết cái túi vàng này của ai. Nếu mà tổ tiên tôi mà chôn ở trong đất này thì tổ tiên đã nói với tôi rồi. Mà tổ tiên không nói gì với tôi là tôi bán nhà cho anh rồi, thôi thì cái túi vàng này không phải của tôi. Chỉ có một đêm thôi, hai ông chạy tới nhau giành túi vàng. Ông kia nói tôi nhớ rồi, túi vàng đó của ba má tôi. Cái ông kia nói làm gì có chuyện đó, ông đã bán cho tôi rồi, bây giờ vàng trong nhà của tôi là của tôi. Cuối cùng dẫn lên quan. Thì quý vị biết câu chuyện đó muốn kể gì không? Mới đầu của con người mình nó cũng thành thật lắm, nhưng chỉ một đêm suy nghĩ lại thôi, ngu gì không lấy. Không sao, một đêm sau thôi là tới nhau và giành. Nhưng mà trước đó sống rất là chân thật với cái tâm của mình. Nhưng mà nghĩ kỹ lại rồi, của không lấy, ta nói mình ngu sao. Và chính cái đó nó tạo cho mình những cái bắt đầu, những cái mưu mô. Mà trong xã hội đời sống của chúng ta, mấy chuyện này nó nhiều lắm. Nhiều khi bà con, anh em, chị em cũng xích mích, chia hận thù, ghét bỏ nhau, cũng không ngoài vấn đề tiền của. Cho nên độc đây là Đức Phật muốn nói cái gì? Rắn độc đây là gì? Tham. Trong Phật giáo khi nói đến tam độc là tham, sân, si. Hãy nói tới tam độc là tham, sân, si. Cho nên ở trong cái bài ăn cơm mà quán nguyện cũng vậy. Ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau và đồng thời để phòng ngừa cái tâm tội lỗi và cái tâm mà đầu tiên gốc rễ nó là tham. Thật ra chúng ta đều muốn,
nhưng mà mình muốn nó không có chừng mực, mình muốn hơn cái mình cần, cho nên từ đó nó sanh tham. Thôi thì qua câu kinh này, câu kinh Pháp Cú thứ 67 ha. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. À, trong này chỉ có một chữ khó hiểu là dị thục, thì Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe. Dị thục là chữ thục là chín mùi rồi đó, cái quả mà nó chín mùi thì nhất định nó sẽ khác với cái nhân. Ý muốn nói là cái quả báo mà chúng ta nhận, cho nên ngày xưa các vị tổ dịch cái chữ dị thục là gì, là quả báo. À, ngày xưa các tổ dịch là quả báo, nhưng mà ở phân tích cái chữ là chúng ta hiểu nó nghĩa vậy đó, nhưng mà cái nghĩa đơn giản của chữ nó là gì, là quả báo. Khi cái quả báo nó đến rồi thì nó khác rất xa với cái nhân. Nhưng mà khi chúng ta tạo cái nhân, chúng ta đâu có ngán đâu, không? Đến khi mà cái quả nó từ lưa ra rồi giống như quý vị ngâm, cầm cái hạt é bỏ vô nước ngâm rồi á, hồi nãy lúc ngâm lúc chưa, nó chưa nở thì đâu có sao, nó nở ra rồi thì nó khác lắm. Dạ. Thôi có mấy lời chia sẻ với đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang vào phần cúng linh. Dạ. Những vị nào có người thân cúng hôm nay xin vân tập ra bên này.